Đại cá bé mò 5K xin chào tất cả các anh chị em nha. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh cá bé mò 5K. Thì anh em hôm nay mình sẽ vớt cái bầy coi đen nha anh em, coi đen thường nha anh em. Thì mình sẽ vớt mình thanh lý combo nha anh em. Thì mình sẽ vớt một số như là Lutobat bị nhiễm anh em, rồi bảy màu coi đen bị nhiễm anh em, rồi full con đó mình sẽ thanh lý combo cho anh em nha. Thì mình mà anh em theo mình để theo dõi clip nha. Thì cá bảy màu mình nó bị nhiễm anh em. Thì mấy cái thằng bảy màu câu đen này anh em, thì thường ta kêu bằng cái wheel câu hay gì anh em, thì wheel câu hay gì đó. Thì hôm nay mình sẽ vớt hết cái bài này luôn. Mình sẽ mấy con mà nó bị nhiễm nhiễm này anh em, với bài Lutobat nữa, thì mình sẽ thanh lý combo cho anh em là một combo là 40 45 con nha anh em. Thì mình cũng vớt gọi nha anh em, thì mình cũng vớt câu đen nè, rồi gồng đỏ nè, rồi phun gòn nè, rồi Lutobat nữa nha anh em. Thì mình vớt mỗi một số tầm 10 mà mấy câu gì đó nha anh em. Thì mình thanh lý combo cho anh em. Cái số mình đã bị nhiễm cái thằng coi đen này là mình bỏ luôn rồi nha anh em. Coi đen này, coi đen thường này mình không nuôi nữa. Thì mình sẽ vớt từ từ lên mình phân combo cho anh em chơi nuôi thủy sinh nha anh em. Nó nhiễm nó giống như con cờ đỏ nhìn nha anh em, cờ đen nè, cờ đen mà nó nhiễm nó giống như xì những cờ đỏ luôn này. Người ta mấy 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 anh chơi bảy màu á coi á, thì người ta kêu bằng con là view coi hay gì nha anh em. Mình không gành nữa, thầy nhớ được như đây rồi thôi mình đi vô mình vớt cá Lutobat nha anh em, còn Lutobat nữa. Đây là bè Lutobat của mình nha anh em. Thì mình sẽ vớt mấy con nhiễm nhiễm này nè, mấy con bị đuôi đỡ bị đỏ đỏ này nha anh em. Thì mình thanh lý cho anh em nuôi thủy sinh chơi. Thì hổm mình có vớt mình cũng thanh lý rồi anh em, thì mình cũng có rất là nhiều anh em hỏi mua. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình lên combo 45 con mà 200k nha anh em. Thì mà anh em theo mình để mình vớt được bao nhiêu con Lutobat nha. Nó nhiễm nhưng mà nó rất là đẹp nha anh em. Thì hổm thì mình có bán combo anh em, thì cũng có rất là nhiều anh em điện hỏi mình mua, mà cũng có rất là nhiều anh em điện hỏi kêu mình bỏ cái dòng nó đi, nó nhiễm gì mà nuôi cái gì. Thì anh em là nói vậy là anh em mình nói mình cá mình bị nhiễm là anh em cũng rất là sai lầm nha anh em. Tại vì anh em mà không anh em nào mà dám chắc nói là nuôi mấy cái thằng bé mèo, mà nhất là mấy thằng mà một mèo anh em, như là Lutobat nè, thằng Full Gon nè, mà không bị nhiễm đâu. Tại vì người ta nuôi người ta nhiễm người ta không có dám bán ra, tại người ta bán ra rồi thì con cá người ta mất giá trị. Chứ mà cái thằng Lutobat là thằng Full Gon nè, mấy thằng đó là rất là bị dễ nhiễm nha anh em, một là nhiễm đen, hai là nhiễm nhiễm trắng. Còn thằng Lutobat là nó bị nhiễm đỏ là thường nhất. Chứ anh em nào mà nói mà nuôi cá mà không bị nhiễm là mình kêu anh em nó bằng sư phụ luôn. Cá mà một màu là con cá nó là rất là dễ bị nhiễm, nhưng người ta có dám bán ra hay không, hay người ta đem thả, người ta thả cho con cá người ta là nó có giá trị, còn cá mình bán cái giá nó không có cao, thì mình bán nuôi thủy sinh cho anh em chơi thôi. Chứ mình không cần cá mình có giá trị không có giá trị, nhưng mà tại vì á mấy cái tại cá lớn người ta đâu dám bán ra đâu, người ta sợ bán ra rồi cá người ta mất giá trị. Chứ con cá nào mà nuôi cũng bị nhiễm nha anh em, dòng xanh dòng đỏ mới bị nhiễm đây, cái chi mà mấy thằng Lutobat. À, nó nhiễm mà nhiễm ít nhiễm nhiều thôi, chứ anh em nào mà nói không nhiễm là mình kêu anh em bắt là sư phụ luôn. Đây nè anh em, nó bị nhiễm nhưng mà nó cũng rất là đẹp nha anh em. Đây cái con nào nó nhiễm nhiễm thôi, còn con nào nó đẹp anh em thấy không, cá Lutobat mình màu xanh nó lên này rất là chuẩn nha anh em. Màu mấy con trống nè lên màu xanh rất là chuẩn luôn, chứ không phải là nó bị nhiễm là nó bày nó xấu đâu, nhiễm một hai con thôi. Nhưng mà bày nên anh em thấy mình vớt nè đó, nguyên một bầy này là nó khoảng tầm chừng 50 con đi. Nè mình vớt được ba con này nha anh em, nè đó ba con thôi, ba con màu đỏ này thôi,
chứ là cá mình còn lại là rất là đẹp chứ không phải là nó không đẹp đâu, tại vì nó nhiễm thôi chứ không phải là nó bị sao, và tại vì nó là cá ba màu nè, nó rất là dễ bị nhiễm, nhưng mà người ta nhiễm người ta đem giấu luôn, người ta sẽ không bán, còn mình thì mình không sợ, mình bán rồi anh em nào mua thì mua chứ chứ mình đâu có cần mà ấy đâu. Đây nè, bài này nè anh em, bài này của mình nè ha, bài này cũng rất là nhiều con, nhưng mà bài này là để bị nhiễm hai con à, đó nó bị nhiễm hai con thôi chứ không phải là cá nó không 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 bị nhiễm nha, cá nào cũng bị nhiễm hết chứ không phải là con cá nào hư bầy nó bị nhiễm ha, sao không có. Đây, bài này bị nhiễm hai con rồi nè, bài nãy ba con, bài này hai con nè. Con nào nó nhiễm nhiễm nha anh em, còn mấy con không nhiễm nó vẫn rất là đẹp nha anh em, màu nó xanh nó vẫn là ấy nha anh em. Để mình lấy cái hồ mình vớt mình xeo cho anh em xem luôn. Con nào nó nhiễm nhiễm nha nè, còn mấy con mà không nhiễm thì nó vẫn là đẹp nha nè, cái màu nó xanh nó lên vẫn lên màu đẹp luôn, tại vì mình để trong cái này nó dòm nó sáng quá nè thì mình dòm thấy nó không màu thôi, chứ ra là nó màu xanh của nó là mình thấy là rất là ok. Đây. Đây. Anh em dòm thấy trong hồ nè, thấy không? Màu xanh nó lên nổi không? Điều không? Tại vì mình cái hồ này nó trong quá, mình dòm vô mình thấy nó không có màu thôi, chứ mình dòm ở dưới nè anh em thấy không, màu nó vẫn lên màu. Tiếp qua hồ bên đây nữa nha anh em, thì logo bát mình cái này mình cũng còn hơi hơi bị nhiều nha anh em. Đây bài này thì đem bị nhiễm 4 con 5 con gì đó, thì mình này bài này mình vớt hết bài luôn. Đây này thì tầm chừng 10 ngày nữa là mình xúc luôn nha anh em. Thì anh em nào mà có thích cái dòng Lutobat này thì anh em điện thoại cho mình nha. Lutobat ghi bông thì mình bán là con máy là 30k nha anh em, còn con trống là mình bán là 20k, còn Lutobat gen thì mình bán 10k một con. Tại vì mình có nhiều anh em hỏi mình sao bán kỳ vậy, chứ mà mình bán hồi trước trước anh em mình bán là đồng giá 30k luôn, nhưng mà anh em là bắt cái máy không không bắt cái trống, thì mình trước này mình bán cái máy là 30k còn cái trống là 20k nha anh em. Rồi, như đây là rất là nhiều rồi. 2 2 4 6 8 10 12 13. 13 con. 13 con thì mình vớt cho anh em, tặng luôn cho anh em vô là hai con mái đi. Vậy anh em nuôi là nếu mà nó hên nó thì nó sẽ ra lùa tô bát luôn. Mình vớt đại nha anh em, thì nó hai con thôi, không biết nó có ghi bông hay không ghi bông, thì mình vớt đại luôn là 15 con. 15 con lùa tô bát cho anh em. À, để mình kiểm tra coi. Tu bắt máy là có một con ghi bông nha anh em, một con ghi bông không, một con không ghi bông thì mình tặng cho đem là hai con luôn tu bắt luôn, hai con luôn tu bắt máy. Nha anh em, cô đen là nha anh em, thì cô đen là nó tầm khoảng 15 con nha anh em, 15 con cô đen.
thì nó có chuẩn, có nhiễm, có nha em. Thì mình bán về cho anh em chủ yếu là anh em nuôi nuôi thủy sinh nha nè, chứ không có làm giống được nha nè. Thì nuôi thủy sinh thì cho nó đẹp. Đây, đây là cái thằng Lutobat nha nè, Lutobat 15 con nữa là 30 con nha nè, Lutobat nè, đó, 30 30 con là 15 với 15 là 30. 30 con nha nè. Thì tới thằng gồng đỏ nha nè, thằng gồng đỏ là 10 con. Đây. Gồng đỏ đây. Đó, gồng đỏ thì bị nhiễm nha nè. Gồng đỏ thì nó bị nhiễm. Đó. Là 40 con nha nè. 40 con. Rồi thêm cái thằng phun gòn nữa nha nè, phun gòn bị nhiễm nữa nha. À, phun gòn thì 10 con. Là combo này là 50 con. 50 con là mình bán, là mình bán 40 con nha anh em. Mình bán 40 con là mình tặng từ hao cho anh em thêm 10 con, là lỡ nó có chết 10 con là thôi nha anh em, tại vì mình chuyển xa đó, nhiều khi nó có bể bọc hay gì nó có chết 10 con, thì cũng như là mình bán cho anh em là 40 con mà mình tặng cho anh em từ hao thêm 10 con là 50 con. Là combo này mình bán cho anh em là 200k nha anh em. Đó, 200k một combo 50 con. Thì nó có là phun gòn nè, rồi gồng đỏ, rồi lutobat, rồi cua đen luôn, nhiễm, nó bị nhiễm nha anh em. Cá này nuôi thủy sinh nó rất là đẹp, nhưng mà làm giống không được nha anh em. Thì cá mái thì nó vẫn đẻ nha anh em, nó đẻ ra con nhưng mà con nó không có đẹp nha anh em, con nó không có chuẩn, nó nói chung là nó không có thần chủng nha anh em. Có thằng Lutobat nè, có hai thằng Lutobat gen á, là mình tặng thêm thêm cho anh em á, là về anh em nuôi riêng ra thì nó có lẽ là nó đẻ, có thể là thần chủng nha anh em, còn mà mấy cái thằng kia là nó không thần chủng. Cua đen thì nhiều khi anh em lựa ra anh em nuôi thì cũng được nha anh em, tại cua đen là nó chưa có lai, cua đen là nó chỉ nhiễm cái thằng là wheel coi thôi, thì anh em về anh em có thể lựa ra anh em nuôi được. Thì combo này bán 200k nha anh em, thì tính là 40 con, nhưng mà mình lúc mình gửi cho anh em là gửi 50 con, thì mình tính là 40 con thôi, ví dụ như có heo 10 con là thôi. Còn nếu mà không heo thì mình tặng hết luôn cho anh em là 10 con nữa là 50 con. Thì video mình tới đây mình xin kết thúc nhé. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Tạm biệt tất cả các anh em.